Quý vị và các bạn thân mến, với mong muốn sẽ mang đến những tin tức mới nhất, hấp dẫn nhất được cập nhật liên tục trong 24 giờ vừa qua, chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý vị và các bạn qua các video clip được đăng tải trên kênh Tin Nóng Đất Việt. Xin được cảm ơn các quý vị đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi những nội dung chính trong chương trình. Chuyện về những cái phê. Kính thưa quý vị, từ rất lâu, những nhà dân chủ mạng luôn luôn rêu rao về cái gọi là tranh giành quyền lực giữa các phe nhóm trong nội bộ Đảng Cộng sản. Đến thời điểm hiện tại, khi công tác nhân sự của Đại hội 13 đã được thực hiện xong, Ban chấp hành, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã được giới thiệu những luận điệu chống phá vẫn tiếp tục được các đối tượng tung ra. Đến hẹn lại lên, khi Việt Nam diễn ra các sự kiện quan trọng, các nhà dân chủ mạng lại tiến hành bình luận, xuyên tạc thông tin, hướng lái dư luận theo hướng tiêu cực. Đặc biệt, vấn đề bầu cử trong Đảng vẫn luôn được các đối tượng xác định là mục tiêu công kích, chống phá. Trong vở kịch được các nhà dân chủ đạo diễn, nhiều màn tranh giành nảy lửa giữa các phe nhóm trong nội bộ Đảng đã được tung ra. Tuy nhiên, tất cả chỉ là sự huyễn tưởng của các đối tượng chống phá. Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình, kỷ luật nghiêm minh, đoàn kết trên cơ sở cương lĩnh chính trị và điều lệ Đảng. Bất chấp thực tế là Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn đoàn kết, thống nhất một lòng, các nhà dân chủ bằng miệng lưỡi cú vọ của mình vẫn cố tình công kích, xuyên tạc, vu khống rằng nội bộ Đảng ta có nhiều phe nhóm, không hề có sự đoàn kết. Sau khi Đại hội 13 bầu Ban chấp hành, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, những đối tượng chống đối gia tăng các hoạt động xuyên tạc thông tin nhằm bóp méo, bôi nhọ công tác nhân sự đại hội. Rất nhiều luận điệu xấu, độc, hại đã được tung ra trong cuộc đua giữa ông Trọng và ông Phúc. Phải nói là phe chính phủ của ông Nguyễn Xuân Phúc đã thua và kéo theo sự thất bại của các đàn em khác. Trong 3 nhiệm kỳ làm Tổng Bí thư từ năm 2011 cho đến nay, lần Đại hội 13 này, phe ông Trọng nắm chặt quyền lực vào tay và không cần phải thỏa hiệp với những phe khác. Ông Trọng đã thỏa hiệp trong ván bài quyền lực. Trung ương Đảng khóa 13 hoàn toàn nằm trong tay sắp xếp của phe ông Trọng. Bất chấp sự thật rằng công tác nhân sự của Đảng ta thực hiện hoàn toàn khách quan, công tâm, các đối tượng cơ hội chính trị vẫn không ngừng đâm bị thọc, chọc bị gạo, xuyên tạc, vu khống về công tác bầu cử. Bàn về chuyện phe nhóm, trong một diễn biến trước đó, chính trường quốc tế không khỏi hoang mang trước những dư luận trái chiều trong cuộc bầu cử Tổng thống tại Mỹ. Có thể thấy sự tranh giành quyền lực giữa các đảng phái diễn ra vô cùng gay cấn và thậm chí là hài hước. Những lời tố cáo, kiện tụng gian lận, kích động, hoài nghi về tính công khai, minh bạch và dân chủ trong công tác bầu cử. Đỉnh điểm là vụ bạo loạn đám đông ủng hộ ông Donald Trump tấn công vào điện Capitol giữa nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử. Đây là một ví dụ của cái gọi là tranh giành quyền lực. Ấy vậy nhưng các đối tượng nói tiếng Việt Nam, ăn cơm Việt Nam nhưng thờ ma nước ngoài lại chẳng hề hò hề, nửa lời. Đoàn kết, thống nhất là nguồn gốc tạo nên sức mạnh của Đảng. Tại Việt Nam, Đảng Cộng sản là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhà nước và xã hội. Đảng là một khối thống nhất, không hề có các phe nhóm như những gì các đối tượng đang rêu rao. Việc những kẻ xấu cố tình tung ra thông tin về sự tồn tại của các phe nhóm trong nội bộ Đảng là một thủ đoạn chính trị đề hèn nhằm hạ bệ uy tín của Đảng với quần chúng nhân dân. Và cũng cần nói thêm, về các đối tượng này rêu rao về các phe nhóm cũng chính là mong muốn của các đối tượng nhưng lại không phải sự thật. Những kẻ này luôn luôn hy vọng Đảng ta lục đục xuất hiện nhiều phe nhóm để tự đấu đá trong nội bộ, kéo theo sự tự diễn biến, tự chuyển hóa. Bởi hơn ai hết, chúng là những kẻ từng ngày chờ đợi sự suy yếu của Đảng và dân tộc Việt Nam. Không phải ngẫu nhiên mà Đảng có thể tồn tại, phát triển, lãnh đạo nhân dân Việt Nam xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, có những thời điểm tình hình trong nước và quốc tế xoay vần một cách nhanh chóng. Đặc biệt, sự khủng hoảng và tan rã của hệ thống xã hội chủ nghĩa tại Liên Xô và Đông Âu vào những năm 90 của thế kỷ trước thực sự là thách thức lớn đối với Đảng Cộng sản Việt Nam cả về mặt lý tưởng và thực tiễn. Vậy nhưng, với sự đoàn kết, nhất trí một lòng giữa toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, Việt Nam đã vượt qua những khó khăn, thử thách, đưa đất nước phát triển mạnh mẽ. Những kết quả toàn diện mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là minh chứng rõ ràng nhất, chứng minh sức mạnh, trí tuệ, bản lĩnh của Đảng ta. Nếu không có sự đoàn kết, nếu trong nội bộ Đảng có các phe nhóm, nếu quyền lực trong Đảng không thống nhất mà luôn luôn có sự tranh giành, thì chắc chắn với sự tấn công,
chống phá của các thế lực thù địch, Đảng sẽ chẳng thể tồn tại đến hiện nay. Đoàn kết, thống nhất là sức mạnh của Đảng ta. Những luận điệu xuyên tạc, vu khống về các phe nhóm và sự tranh giành quyền lực, đấu đá nội bộ chỉ là những kịch bản vụng về được các đối tượng chống đối sử dụng để tấn công, chống phá Đảng, nhà nước ta. Nhân sự chính phủ, hai phó thủ tướng và 7 bộ trưởng không tái cử Trung ương khóa 13. Kính thưa quý vị, trong 26 thành viên chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, có 2 phó thủ tướng, 7 bộ trưởng không tái cử Trung ương khóa 13. Sáng ngày 2 tháng 2, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 1 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Đây là phiên họp chính phủ thường kỳ đầu tiên sau Đại hội 13 của Đảng, cũng là phiên họp đầu tiên của năm 2021. Trong 26 nhân sự của chính phủ, gồm Thủ tướng, 4 phó thủ tướng, 21 bộ trưởng, trưởng ngành, tại Đại hội 13 có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, tái cử vào Ban chấp hành Trung ương và tiếp tục được bầu vào Bộ Chính trị. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tái cử vào Ban chấp hành Trung ương. 2 bộ trưởng tái cử vào Trung ương và lần đầu được bầu vào Bộ Chính trị là Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng. 2 bộ trưởng, trưởng ngành cũng tái cử vào Trung ương và được bầu vào Ban Bí thư là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến và Tổng thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái. 2 trường hợp lần đầu được bầu vào Ban chấp hành Trung ương là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long. Các bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Lao động, Thương binh và Xã hội, Giao thông Vận tải, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ đều tái cử Ban chấp hành Trung ương khóa 13. 2 phó thủ tướng không tái cử vào Ban chấp hành Trung ương khóa 13 là ông Trương Hòa Bình và Trịnh Đình Dũng. Ông Trương Hòa Bình sinh năm 1955, 66 tuổi và ông Trịnh Đình Dũng sinh năm 1956, 65 tuổi. 7 bộ trưởng không tái cử vào Ban chấp hành Trung ương khóa 13 gồm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch sinh năm 1954, 67 tuổi, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân sinh năm 1958, 63 tuổi, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng sinh năm 1959, 62 tuổi, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường sinh năm 1959, 62 tuổi, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện sinh năm 1959, 62 tuổi, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà sinh năm 1958, 63 tuổi, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phùng Xuân Nhạ sinh năm 1963, 58 tuổi. Trong số những trường hợp không tái cử, ngoại trừ một trường hợp đang đủ tuổi, còn tất cả không đủ tuổi. Theo quy định của Ủy viên Ban chấp hành Trung ương, tái cử phải sinh từ năm 1961 trở lại đây, trừ trường hợp đặc biệt tái cử. Tiểu sử đặc biệt, ít ai biết về 3 ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Kính thưa quý vị, Ban chấp hành Trung ương khóa 13 đã bầu Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương. Theo dõi danh sách và tiểu sử của các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa mới, 3 ủy viên có hoàn cảnh khá đặc biệt khi họ đều trưởng thành từ những trẻ mồ côi là con của các liệt sĩ đã hy sinh trong chiến tranh. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sinh ra ở huyện Quế Sơn, Quảng Nam trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Bố của Thủ tướng tập kết ra Bắc, mẹ và các con ở lại quê hương trong cảnh bom đạn khốc liệt. Thủ tướng đã từng thoát chết trong gang tấc khi một quả rocket nổ trên đường đi học về chỉ cách một sải tay. Căn nhà nhỏ của gia đình đã 3 lần chịu cảnh bị đốt phá. Tháng 4 năm 1965, chị Đầu đi du kích bị địch bắn chết. Chưa đầy năm sau, mẹ anh Dũng hy sinh trước những đòn tra khảo của kẻ thù. Bố tập kết không thể về nhà chịu tang. Năm 1967, Thủ tướng Phúc đã nằm trong số các học sinh miền Nam được đưa ra Bắc học tập, học cấp 3, sau đó học tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đảm nhận nhiều vị trí quan trọng và để lại nhiều dấu ấn lớn. Trong đó, trên cương vị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, ông được coi là kiến trúc sư trưởng, định hình cho quá trình phát triển đi lên của tỉnh Quảng Nam, nhất là trong việc hình thành khu kinh tế Chu Lai. Sau này, trên cương vị Thủ tướng, ông đã để lại dấu ấn và niềm tin trong lòng nhân dân với những thành tựu mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, xã hội, cũng như phòng chống dịch COVID-19. Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ. Bí thư Vương Đình Huệ sinh năm 1957 tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, là con trai của ông Vương Đình Dâm và bà Võ Thị Cầm. Cha mẹ ông sinh được 8 người con, cả gái và trai. Cha ông bị thương nặng ở tay do trúng bom của quân đội Mỹ và sau đó qua đời vì lâm bệnh nặng.
mồ côi cha, gia đình lại đông con nên gặp nhiều khó khăn. Ngay từ nhỏ, ông đã phải đi cào nghêu, bắt ốc, nhặt cá rơi, đi chăn trâu cho người ta để kiếm gạo. Mặc dù khó khăn, nhưng ông học rất giỏi, nổi tiếng không chỉ ở Nghi Lộc mà cả tỉnh Nghệ An. Năm 1974, ông đã được tỉnh tặng cho một chiếc xe đạp về thành tích học tập. Đặc biệt, ông còn có tài đánh cờ tướng rất giỏi, thắng được mọi cao thủ ở quê. Về sau, chàng học trò giỏi xứ Nghệ đã tiếp tục phát huy tài năng, là sinh viên xuất sắc ở cả trong và ngoài nước. Sau đó, được cử đi học ở nước ngoài. Về nước, ông là giảng viên rồi làm lãnh đạo tại Học viện Tài chính. Trên các cương vị đã qua, ông đã thể hiện được trình độ, năng lực, nhất là trong giai đoạn làm Phó Thủ tướng Chính phủ, đóng góp to lớn cho sự phát triển, đảm bảo tăng trưởng và giữ ổn định kinh tế vĩ mô. Mới chỉ hơn có một năm trên cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông cũng đã để lại dấu ấn với thành tích trong việc chỉ đạo kiềm chế dịch Covid và kêu gọi thu hút đầu tư, xác định một số định hướng phát triển quan trọng cho thủ đô. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa sinh năm 1962 tại Gò Công, Tiền Giang. Ông sinh ra trong một gia đình có 7 người con và là con thứ 6 nên có cái tên Sáu Nghĩa, gắn bó với ông từ thuở lọt lòng. Nối gót truyền thống ông bà, cha mẹ, anh tham gia kháng chiến từ thời chống Pháp đến chống Mỹ, là cơ sở cách mạng nuôi dấu cán bộ, tổ chức mạng lưới giao liên hoạt động ngầm trong lòng địch. Gia tộc và gia đình ông là cách mạng nòi. Khi ông mới được 4 tuổi thì cơ sở cách mạng nuôi dấu cán bộ của gia đình ông ở trong rừng bị lộ vì bọn chỉ điểm. Trong lúc bị địch bao vây, ba ông đã chiến đấu đến viên đạn cuối cùng và anh dũng hy sinh để bảo vệ đồng chí của mình. Mẹ ông lúc đó đang mang thai đứa con út. 5 năm sau, khi Sáu Nghĩa bắt đầu ý thức được nhiệm vụ mà ba mẹ và chị hai đang làm, thì một lần nữa cơ sở cách mạng lại bị lộ. Cũng giống như ba ông, người mẹ yêu thương dù đang nuôi con nhỏ, vẫn anh dũng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, chấp nhận hy sinh tính mạng để giữ bí mật tuyệt đối cho tổ chức cách mạng. Sau khi ba mẹ mất, ông sống cùng với cô. Trong ký ức của cậu bé Sáu Nghĩa ngay đó, chỉ có một mong ước là lớn nhanh đi bộ đội để có thể chiến đấu trả thù cho ba má. Khi đã 17 tuổi, có cả ba và má là liệt sĩ, ông được ưu tiên đi học ở nước ngoài nhưng đã nhất quyết nhường lại suất học cho người khác và nhập ngũ lên đường chiến đấu ở biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Cậu bé Sáu Nghĩa năm nào giờ đây đã trở thành một vị tướng, một lãnh đạo cấp cao của quân đội. Với việc được bầu làm Bí thư Trung ương Đảng ngày hôm nay, ông nhiều khả năng sẽ trở thành chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và sẽ là đại tướng thứ hai của Nam Bộ. Đọc những câu chuyện về họ, có thể thấy một tinh thần phấn đấu vươn lên, hết sức mạnh mẽ, vượt qua những khó khăn để có được thành công trong sự nghiệp. Xin chia sẻ với tất cả mọi người những câu chuyện này, đó có thể sẽ là những tấm gương mà tất cả chúng ta có thể noi theo để vượt qua khó khăn, vươn lên hơn nữa trong cuộc sống. Nhiều người Mỹ buồn ông Biden vì nhận ít tiền trợ cấp dịch. Kính thưa quý vị, nhiều người Mỹ đã tỏ ra thất vọng khi biết họ sẽ chỉ nhận được 1.400 đô la Mỹ tiền trợ cấp dịch, thay vì 2.000 đô la Mỹ như Tổng thống Joe Biden và phe Dân Chủ từng hứa. The Fox nhận định, có vẻ những người này đã hiểu lầm. Theo tạp chí Fox, hashtag Biden Lied, tạm dịch Biden nói dối, đã trở thành một xu hướng phổ biến trên mạng xã hội Twitter tại Mỹ kể từ ngày 31 tháng 1 đến nay. Theo thống kê của Fox, hơn 25.000 lượt tweet đã có hashtag Biden Lied. Một dòng tweet của Đảng Dân Chủ đăng ngày 31 tháng 1 được cho là nguyên nhân làm bùng phát xu hướng trên. Tài khoản The Democrats viết, dựa trên khoản trợ cấp 600 đô la Mỹ mà Quốc hội đã cấp cho các bạn năm ngoái, Tổng thống Joe Biden sẽ đề xuất gửi thêm 1.400 đô la Mỹ. Như vậy, tổng số tiền trợ cấp là 2.000 đô la Mỹ cho mỗi người. Mặc dù thông tin trên đã nêu rõ ràng, nhiều người Mỹ đã thể hiện sự thất vọng vì nghĩ rằng mình sẽ nhận được thêm 2.000 đô la Mỹ từ chính quyền Biden, không tính 600 đô nhận dưới thời Tổng thống Donald Trump. Mấy ông đã quảng cáo điều này khi muốn giành hai ghế thượng nghị sĩ ở Georgia cơ mà. Tài khoản Michael Tanuvisa phản hồi bên dưới bài đăng của Đảng Dân Chủ. Anh này đăng kèm một hình ảnh được cho là áp phích vận động tranh cử của thượng nghị sĩ Raphael Warnock. Muốn 2.000 đô la Mỹ bầu cho Warnock. Nội dung áp phích viết, chiến thắng của ông Warnock và thượng nghị sĩ John Ossoff đã giúp Đảng Dân Chủ giành được quyền kiểm soát Thượng viện từ tay Đảng Cộng Hòa. Mặc dù được tính là phe đa số, phe Dân Chủ và Cộng Hòa đã có cùng 50 ghế tại Thượng viện. The Fox cho biết vẫn chưa thể xác minh liệu chiến dịch tranh cử của ông Warnock có sử dụng áp phích này hay không. Tuy nhiên, tờ này cũng lưu ý phần lớn sự tức giận đến từ những người có xu hướng thiên tả.
người dẫn chương trình Ryan Knight là một trong những người thể hiện sự thất vọng. 2.000 đô la Mỹ khác với 1.400 đô la Mỹ chứ. Hoặc là ông Biden nói dối, hoặc là ông quá giỏi môn toán. Ryan Knight đã viết trên Twitter. Nhà hoạt động Michael Revelles đã tỏ ra gay gắt hơn, cho rằng dù chỉ ít hơn 600 đô la Mỹ, nhưng nhiều người sẽ bị mất nhà cửa và nhiều hệ lụy khác. Những lời hứa suông có thể gây ra các hậu quả trong cuộc sống thực. Kế hoạch cứu trợ trị giá 1.900 tỷ đô la Mỹ được Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố cách đây 2 tuần. Đến nay, gói trợ cấp vẫn chưa được thông qua do sự bất đồng giữa Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ. Các nghị sĩ Cộng hòa muốn giảm số tiền trợ cấp do lo sợ thâm hụt tài chính ngân sách ngày càng trầm trọng.